Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức. Hôm nay thì đánh bại Newcastle, Man City tiến vào bán kết FIFA Cup. Man City còn nguyên cơ hội ăn ba ở mùa giải năm nay khi đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành vé vào bán kết FA Cup sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle tại tứ kết. Sau khi hòa 1-1 với Liverpool ở cuối tuần trước để tiếp tục tạo nên cuộc đua tam mã tại Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục duy trì mục tiêu lớn ở mùa giải năm 2023 và 2024 khi họ đánh bại Newcastle với tỷ số là 2-0 trên sân nhà để tiến vào bán kết FIFA Cup. Man City thể hiện sức mạnh vượt trội và áp đảo toàn diện trước Newcastle, và theo thống kê trận đấu thì đội chủ sân West Ham kiểm soát bóng là 72% thời gian, tung ra 16 lần dứt điểm và Newcastle chỉ có trọn vẹn là 2 cú dứt điểm trong suốt cả trận. Chiến thắng của Man City gói gọn trong hiệp đầu, đội chủ nhà chủ động tấn công dồn ép Newcastle sau tiếng còi khai cuộc phút 13, Silva xâm nhập vào cấm tự địa từ phía bên phải trung lộ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này dứt điểm và bóng đập chân cầu thủ Newcastle vọt lên đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thành thủ Dovaka. Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp cho cầu thủ Man City được tâm lý thoải mái tiếp tục chơi dồn ép đối phương. Đội chủ nhà có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 31 với kịch bản khá giống bàn mở tỷ số. Silva xâm nhập vòng cấm địa rồi thực hiện cú sút bên phải hậu vệ Newcastle vung chân cản phá khiến trái bóng đi đổi hướng vào giữa cầu môn. Divacca bay về bên phải nên không thể cứu thua được. Sau khi có hai bàn thắng trong hiệp 1 thì Man City tiếp tục sử dụng lối chơi kiểm soát bóng ở hiệp 2 song tấn công không mạnh. Do đây là trận đấu trực tiếp và Man City không phải là bùng sức ghi nhiều bàn thắng. Vì vậy thì Guardiola cho cậu trò giảm áp lực tấn công trong hai hiệp nhằm tránh chấn thương. Mùa này thì Man City đã khống chế trận đấu và không cho Man Newcastle vùng lên, và đội khách vẫn chỉ có ở một pha dứt điểm như là trong hiệp 1. Không tạo được sự đột phá thì Newcastle ngậm ngùi nhận thất bại 0-2 và nhìn đối phương giành vé đi tiếp. Mùa giải 23-24 này Man City đã đoạt cúp ăn ba lịch sử và thầy trò Pep Guardiola còn nguyên mục tiêu đó giải năm nay tại Premier League. Và Man City đã đứng thứ 3 sau vòng 28 nhưng chỉ kém đội đầu bảng Arsenal một điểm tại Champions League. Man City đã vào tứ kết và họ sẽ đối đầu với Real Madrid, đối thủ Man City từng thắng ở mùa giải trước trên đường tiến tới danh hiệu vô địch. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung nhé. Tạm biệt.